sử dụng retinol thì có bị làm cho da mình bào mòn đi hay không, có làm cho da mình mỏng đi hay không. Và video hôm nay thì mình sẽ tập trung để trả lời cái câu hỏi này nha. Có nha, retinol nó có bào mòn da nếu như mà các bạn đang vướng vào hai cái sai lầm như sau. Xin chào tất cả các cô gái, lại là Thuyên đây. Và hôm nay Thuyên lại tiếp tục chia sẻ các kiến thức về retinol. Và một trong những cái câu hỏi mà mình nhận được rất là nhiều đó chính là sử dụng retinol thì có bị làm cho da mình bào mòn đi hay không, có làm cho da mình mỏng đi hay không. Và video hôm nay thì mình sẽ tập trung để trả lời cái câu hỏi này nha. Đầu tiên thì mình phải trả lời với các bạn một cái điều mà các bạn sẽ không mong muốn lắm, đó chính là có nha. Retinol nó có bào mòn da nếu như mà các bạn đang vướng vào hai cái sai lầm như sau, thì hôm nay mình sẽ nêu ra hai sai lầm đó. Vướng vào thì chắc chắn là da các bạn sẽ bị bào mòn đó. Còn nếu mà thật sự các bạn tuân thủ và làm đúng theo những cái gì mình đang nói và không mắc hai sai lầm này thì chắc chắn là da các bạn vẫn sẽ khỏe, vẫn sẽ đẹp và vẫn sẽ trẻ hóa với retinol. Cái sai lầm đầu tiên để mà khiến cho cái da chúng ta cảm thấy bị bào mòn cũng như là bị mỏng đi khi sử dụng retinol đó chính là các bạn không sử dụng các phục hồi đi kèm với retinol. Như mình đã nói ở những cái video trước đó chính là tỷ lệ 1:1, một điều trị thì phải đi với một phục hồi, hai điều trị phải đi với hai phục hồi, và càng điều trị mạnh, càng treatment nặng đô thì chúng ta phải đầu tư phục hồi càng mạnh. Mình biết có rất là nhiều bạn đang gặp vướng phải một cái sai lầm là như thế này. Các bạn đang hiểu rằng là các sản phẩm phục hồi thì nó đang hỗ trợ cho các bạn vượt qua cái thời gian bong tróc đỏ rát kích ứng một cách êm nhất, một cách nhanh nhất, nên thực sự là các bạn cảm giác như là các bạn chỉ sắm vừa đủ cái sản phẩm phục hồi để mà cho cái da mình nó qua cái thời gian đó thôi, chứ còn các bạn không có coi trọng cái sản phẩm phục hồi quá nhiều. Hoặc là các bạn đang vướng một sai lầm mà cứ sắm retinol thôi mà không cần sắm sản phẩm phục hồi, và các bạn đang ý y rằng da chúng ta khỏe lắm, da khỏe lắm mà đâu có biểu hiện gì trên da đâu mà phải phục hồi, đúng không? Nhưng mà đó là một cái sai lầm cực kỳ quan trọng. Bong tróc đỏ rát kích ứng khi mà sử dụng retinol thì chắc chắn nó phải xảy ra, vì đó chính là những cái phản ứng mà da chúng ta đang sửa chữa. Thì dù các bạn có sử dụng nhiều phục hồi nó cũng sẽ phải xảy ra, chẳng qua là khi có phục hồi thì làm cho da chúng ta nó êm hơn và nó trải qua nhanh hơn thôi. Chứ còn phục hồi mà đi kèm với retinol ở đây thì nó nuôi dưỡng và gia cố lại cái hàng rào bảo vệ da của chúng ta. Có nghĩa là cái cấu trúc da của chúng ta sẽ có một cái hàng rào liquid bảo vệ da, và các bạn đưa retinol vào để đẩy nhanh quá trình tái tạo da. Những cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải ở trên nền da của chúng ta nó cũng sẽ được đẩy nhanh theo cái quá trình tái tạo đó. Nhưng trong cái quá trình tái tạo đó thì nó đâu có giúp cho cái hàng rào bảo vệ đó nó tốt hơn đâu, mà chúng ta cứ chăm bẩm vào cái việc làm tái tạo da, sửa chữa những cái vấn đề của da trong cái hàng rào bảo vệ da của chúng ta thì không hề được nuôi dưỡng, nhưng mà nó phải mãi chạy theo cái quá trình tái tạo đó thì thành ra nó sẽ bị yếu, bị mỏng. Và khi chúng ta bị yếu, bị mỏng thì da chúng ta nó sẽ rất là non nớt, nó sẽ rất là dễ nhạy cảm trước ánh nắng và môi trường, và đôi khi các bạn sẽ cảm thấy rằng cái nền da của các bạn cảm giác nó bị mỏng đi, nó kiểu nó rất là yếu ớt. Mặc dù các bạn có thể hết nám, có thể hết thâm, da các bạn có thể căng, có thể mỏng nhưng rất yếu ớt. Khi mà ra ngoài ánh nắng và môi trường các bạn sẽ rất là dễ, rất rất là dễ bị đỏ, rất là dễ bị nhạy cảm. Kiểu như là mình đổ mồ hôi tí là mình sẽ bị cảm thấy mình sẽ bị rát, và kiểu như là rất là dễ đỏ da. Một cái điều quan trọng nữa là những cái phản ứng mà đỏ rát kích ứng và bong tróc thì nó chỉ nên xảy ra vào một cái chu kỳ da đầu tiên thôi, làm sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ nhất. Qua chu kỳ da thứ hai thì nó sẽ giảm dần đi, và qua chu kỳ da thứ ba thì nó sẽ không còn xảy ra nữa thì mới là đúng. Còn nếu với một cái bạn mà phục hồi không đủ, hàng rào liquid chúng ta bị yếu, bị mỏng thì cái việc mà các bạn sẽ bị đỏ rát bong tróc kích ứng nó cứ kéo từ ngày này qua tháng nọ qua tháng kia, là cứ các bạn sử dụng treatment là nó cứ đỏ rát, cứ bong tróc kích ứng, thì như vậy là làn da các bạn đang bị yếu. Vậy thì các bạn thấy rõ ràng là cái việc các sản phẩm phục hồi da ở đây nó đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng hay không? Bởi vậy các bạn đừng nên chủ quan khi chúng ta không sắm phục hồi đi kèm với retinol. Hàng rào bảo vệ da chúng ta không khỏe, không được gia cố trở lại thì thật sự luôn là cái da chúng ta về cơ bản nó cũng sẽ không khỏe. Các bạn có muốn một cái nền da đẹp mà cái nền da yếu ớt và mong manh hay không? Các bạn nhìn da mình nè, mặc dù là da mình là một cái da sử dụng treatment khá là nhiều nhưng mà mình có một cái độ dày dặn, và thật sự luôn nếu mà mình ra nắng và ánh nắng, mình có đi nắng này nọ thì cái da mình nó cũng sẽ không bị dễ bị hát nắng đâu, không có dễ bị ánh nắng làm cho đỏ rát hay là khó chịu hay là rát ở trên da nhiều đâu, bởi vì mình rất là quan trọng những cái sản phẩm phục hồi đó. Thì đó là cái lý do đầu tiên mà mình muốn nói đến mọi người ở đây, đó chính là phải chú trọng những cái sản phẩm phục hồi đi kèm với retinol chứ không phải sản phẩm phục hồi chỉ
chỉ là sử dụng để mà cho các bạn trải qua những cái thời gian bong tróc rõ rắc, kích ứng một cách gọi là êm nhất đâu. Thì với một số những cái bạn mà sử dụng retinol trần thì sao? Trần ở đây đối với những cái sản phẩm retinol truyền thống thì có thể là các bạn đến xài trần, bởi vì nó xài đệm quá nhiều phục hồi thì nó làm giảm tác dụng của retinol. Thì tối đó nếu mà các bạn xài trần thì qua hôm sau, sáng hôm sau các bạn phải phục hồi. Trưa các bạn phải chịu khó tẩy trang đi, bôi lại phục hồi một lần nữa, rồi bôi kem chống nắng, rồi đến chiều 5-6 giờ đó khi mà mình đi làm đi học về mình cũng phải tẩy trang, rồi mình bôi lại một lớp phục hồi nữa và mình phải chống nắng thật là kỹ. Thì đó chính là cái cách để mà sử dụng retinol trần, thì mình phải tăng tần suất phục hồi lên chứ không phải sử dụng retinol trần nhưng mà da chúng ta cảm thấy không có xảy ra bong tróc kích ứng gì là chúng ta sẽ bỏ qua những cái lần mà chúng ta phục hồi da đâu nha. Còn nếu đối với retinol của nhà Z-O Skin thì mình đã khẳng định với mọi người rất là nhiều lần rồi, đây là một cái sản phẩm mà các bạn không cần sử dụng trần, các bạn cứ sử dụng đệm những cái sản phẩm phục hồi vào thì nó cũng không làm giảm đi tác dụng của retinol nhà Z-O Skin đâu. Nguyên nhân thứ hai khiến cho các bạn sử dụng retinol mà các bạn đang cảm thấy rằng da các bạn đang bị bào mòn và bị mỏng đi, đó chính là các bạn không cảm thấy hài lòng với cái nền da các bạn đang điều trị. Hài lòng ở đây nghĩa là sao? Trước khi các bạn điều trị thì da các bạn đang gặp một số những cái vấn đề, ví dụ như nám, sạm, tàn nhang, mụn. Sau khi mà các bạn đã đưa một cái phác đồ điều trị với retinol vào khoảng 6 tháng chẳng hạn, 8 tháng chẳng hạn, các bạn nên nhìn lại cái nền da sau 6 đến 8 tháng. Các bạn nên đánh giá lại cái vấn đề da của mình sau 6 đến 8 tháng. Ví dụ như nám, thời điểm sau 6 tháng nó đã cải thiện hơn thời điểm trước khi điều trị 8 đến 90%. Mụn nó cũng đã cải thiện đến 8 đến 90%. Nền da đã đều màu hơn, đã sáng, đã bóng hơn, đã khỏe hơn, là mình đã đạt được một cái thành công trong vấn đề điều trị rồi. Tại vậy thì sao? Mình sẽ giảm tần suất retinol xuống, có thể là mình trong quá trình điều trị 6 đến 8 tháng mình sử dụng full tuần retinol, nhưng mà sau đến 6 đến 8 tháng thì mình nên giảm xuống còn 3 lần một tuần thôi, và mình tập trung cấp ẩm đi, cấp ẩm và phục hồi cho da thôi. Mình sẽ duy trì như vậy cho đến một cái ngày nào đó, nếu mà cái lão hóa của da mình nó đến và mình gặp lại những cái vấn đề mà sạm nám quay trở lại, hoặc là mình già hơn mình có xuất hiện lão hóa nhiều hơn, thì ok mình sẽ quay lại cái điều trị đó, mình sẽ quay lại một cái đợt điều trị một lần nữa, chứ không phải là chúng ta đang nhìn thấy một cái bạn nào đó trên mạng là da các bạn sử dụng treatment mà da bóng, da đẹp, da khỏe, da căng bóng này nọ, xong rồi chúng ta chạy theo cái hình tượng đó và chúng ta cứ treatment nặng đô cho da chúng ta từ ngày này qua ngày kia qua tháng nọ, và làm cho da chúng ta kiểu như bị quá tải á. Mà khi da quá tải thì nó sẽ rất là yếu, rất là mỏng, rất là non nớt. Mình đang nói như nền da của mình hiện tại là mình đang hài lòng với da của mình rồi. Với một làn da 35 tuổi như vậy là mình đã hài lòng rồi, và mình đang sử dụng retinol chỉ có 3 lần một tuần thôi. Mình duy trì thêm tẩy da chết AHA 3 lần một tuần nữa, còn lại là mình chỉ cấp ẩm và phục hồi cho da thôi. Chứ còn nếu như mà mình cứ chăm bẵm vào một cái hình ảnh của một cái bạn nào ở cái tuổi 25, 27 tuổi và mình muốn là da mình phải bóng, phải đẹp như bạn đó, và mình treat mình nặng đô, thì mãi cái da mình nó cũng sẽ dậm chân tại chỗ và đôi khi nó cũng sẽ yếu sợ mỏng hơn. Bởi vậy cái lời khuyên của mình rằng là các bạn hãy hài lòng với cái kết quả của mình hiện tại, bởi vì mỗi người sẽ không có, bởi vì mỗi người có một cái xuất phát điểm khác nhau. Đôi khi cái bạn mà có một cái nền da đẹp trên mạng á, bạn không có cái xuất phát điểm như các bạn đâu, tại vì có thể là da các bạn đó đã đẹp sẵn rồi, người ta treat mình xương xương thôi người ta cũng đẹp, còn mình xuất phát điểm mà mình không tốt, mình có quá nhiều vấn đề, thì khi mình cải thiện được 80-90% những cái vấn đề mà mình đang gặp là mình đã làm một cái sự thành công rất là lớn trong cái việc sử dụng retinol cũng như là điều trị da rồi. Và mình đừng mãi chạy theo những cái hình tượng đó nha, và mình treat mình nặng đô cho da mình quá lâu quá dài thì thành ra da mình nó sẽ mỏng, sẽ yếu, nó sẽ rát, và cảm giác là da, khi mà cái cảm giác mà khi da mỏng yếu rát đó chính là một cái cảm giác da mình đang bị bào mòn đó mọi người. Thật sự đẹp thì phải đi với khỏe, chứ còn đẹp mà mỏng mà yếu mà đỏ mà nhạy cảm thì nó sẽ cũng không phải là một thành công trong điều trị đâu. Thì đây chính là những cái thông điệp mà mình muốn gửi đến mọi người, để mà mọi người có thể thành công hơn với retinol. Da đẹp đi đôi với da khỏe, chứ không phải là da đẹp đi đôi với một cái làn da cảm giác bị bào mòn nha mọi người. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem đến hết video này của mình. Mình rất là mong mọi người có thể subscribe cho kênh YouTube của mình, cũng như like và share cái video này. Mình hẹn gặp lại mọi người trong một cái video gần nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.